Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Khám phá quân sự, một sản phẩm của TM Media. Kênh YouTube chuyên phân tích, tìm hiểu về lịch sử bàn cờ quân sự thế giới cận đại và hiện đại. Các bạn thân mến, đây là một trong những oanh tạc cơ ném bom chiến lược đầu tiên có khả năng tàng hình nhờ hình dạng thiết kế cá đuối độc đáo cùng với công nghệ vượt thời gian của nó. Sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, với cương vị của người thắng cuộc và có quyền phân chia chiến lợi phẩm, Hoa Kỳ đã không ngần ngại đưa hàng loạt những công nghệ quân sự bí mật của Đức Quốc xã về nước. Trong đó có các nguyên mẫu Houghton H-18 nhằm âm mưu chế tạo riêng cho mình một cỗ máy ném bom khủng khiếp để có ưu thế trên con đường vươn lên làm siêu cường số 1 thế giới. Đó chính là chiếc B-2 Spirit, hay vẫn thường được gọi với biệt danh siêu sát thủ bầu trời. Vậy dòng máy bay này có gì đặc biệt? Uy lực của nó đến đâu? Hãy cùng Khám phá quân sự tìm hiểu về chiếc máy bay này trong video hôm nay. Trong thập niên 1980, cuộc chạy đua vũ trang không hồi kết giữa Mỹ và Liên Xô đang ngày một căng thẳng. Chính quyền Lầu Năm Góc tin rằng nếu xảy ra xung đột trực tiếp, một cuộc tấn công phủ đầu vào Liên Xô là giải pháp tốt nhất để bảo đảm nền hòa bình cho nước Mỹ cũng như các đồng minh châu Âu. Vì vậy, họ đã yêu cầu nghiên cứu và chế tạo một loại máy bay có thể thâm nhập sâu vào nội địa Xô Viết, mang theo một lượng bom đủ lớn hoặc cả vũ khí hạt nhân để làm tê liệt các cơ quan đầu não của Moscow, nhưng phải đặc biệt vô hình trước hệ thống radar dày đặc của quân đội Hồng quân. Đứng trước yêu cầu phức tạp đó, tập đoàn sản xuất vũ khí nổi tiếng Northrop Grumman đã lên kế hoạch bí mật nhằm phát triển một mẫu oanh tạc cơ thế hệ mới với tên gọi ban đầu B-2. Đây là một dự án mật mang tên Máy bay ném bom thâm nhập tầm cao, viết tắt là HAPB, sau này đổi thành Máy bay ném bom kỹ thuật hiện đại ATB, và mã hóa của dự án được chuyên gia đặt là Senior CJ. Mãi về sau, các kỹ sư mới quyết định đổi tên mẫu oanh tạc cơ thành B-2 Spirit. Theo những số liệu ước tính, có khoảng 2,3 tỷ USD đã được chi tiêu bí mật cho các hoạt động liên quan đến việc nghiên cứu và phát triển B-2 trong thập niên 1980. Bên cạnh đó, các khoản chi phụ thêm cho việc thay đổi vai trò của B-2 vào năm 1985 từ máy bay ném bom tầm cao thành oanh tạc cơ chiến lược tầm thấp đã khiến cho thiết kế của nó cũng gần như phải thay đổi toàn bộ. Ngoài ra, cũng bởi việc phát triển chiếc B-2 là một trong những chương trình bí mật nhất của quân đội Hoa Kỳ, nên công chúng không hề biết để chỉ trích về việc chi phí quá đắt đỏ cho việc phát triển mẫu máy bay này. Phải mất gần một thập kỷ sau, chiếc B-2 đầu tiên mới được trưng bày trước công chúng, ngày 22 tháng 11 năm 1988. Khi nó lăn bánh ra khỏi nhà chứa của nơi sản xuất tại Plan 42, thuộc khu căn cứ không quân ở Palm Valley, California. Chuyến bay đầu tiên của siêu oanh tạc cơ diễn ra ngày 17 tháng 7 năm 1989 do cơ quan thử nghiệm B-2 đảm nhiệm. Vẫn được biết tới là trung tâm thử nghiệm bay không quân, căn cứ không quân Edward, California, do được ra đời vào thời gian chiến tranh lạnh cùng mục đích ban đầu không có gì khác là qua mặt mạng lưới phòng không đáng gờm để tấn công phủ đầu và lãnh thổ Liên Xô. Nên những chiếc B-2 hay B-2 Spirit được trang bị các công nghệ hiện đại nhất tại thời điểm đó. Có thể các bạn chưa biết, hệ thống phòng không của Xô Viết được tích hợp hàng loạt radar trên mặt đất, tên lửa đất đối không, máy bay đánh chặn trên không và máy bay radar, kiên cố đến mức các nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm phát triển máy bay ném bom cao hơn và nhanh hơn đều vô ích và bất khả thi trong những thập niên 1960-1980. Cần phải nói thêm rằng, radar là xương sống của bất cứ hệ thống phòng không hiện đại nào. Đây cũng là lý do để Lầu Năm Góc đã tìm cách phát triển một máy bay tàng hình có thể giảm thiểu mặt cắt ngang của radar để tránh bị phát hiện. Máy bay tàng hình đầu tiên của không quân Mỹ có thể kể tới là chiếc F-117 Nighthawk, là một sự khởi đầu đầy hứa hẹn. Nhưng nó chỉ có thể mang theo 2 quả bom và bay hơn 1.400 km mà không cần tiếp thêm nhiên liệu. Tuy nhiên, khoảng cách này vẫn chưa đủ xa để thực hiện một cuộc tấn công chiến lược vào sâu lãnh thổ rộng lớn của Moscow.
mẫu máy bay B-2 được thừa hưởng một phần thiết kế của những năm 1930-1940 và các kỹ sư hàng không đã thử nghiệm các máy bay Flying Wing, thân cánh liên khối hay máy bay không đuôi giống những chiếc Hohen Ho 229 của quân đội Đức hay bản mẫu Hohen H-18 nổi tiếng. Nguyên mẫu này tạo ra lực đẩy bổ sung, đồng thời giúp máy bay khó bị radar phát hiện nhờ hình dáng trơn tru ít góc cạnh hơn các chiến đấu cơ thông thường. Tuy nhiên, nhược điểm của nó lại chính là thiếu đi phần đuôi, thường dẫn đến tình trạng mất ổn định khi bay và rất nguy hiểm cho người điều khiển. Rất may là thiết kế của B-2 được ra đời ở thời điểm bước ngoặt khi công nghệ Fly-by-Wire ra đời. Đây là hệ thống điều khiển máy bay bằng điện tử được sử dụng rộng rãi từ sau Thế chiến thứ hai. Fly-by-Wire có thể hiểu là hệ thống điện tử thay thế cách điều khiển thủ công truyền thống. Phi công vẫn ra lệnh điều khiển, nhưng chuyển động của cần lái và tay ga sẽ chuyển thành tín hiệu điện tới máy tính kiểm soát bay, sau đó điều khiển hệ thống thủy lực để tạo ra chuyển động theo ý muốn của phi công. Bên cạnh đó, động cơ phản lực là một điểm yếu trong các thiết kế của máy bay tàng hình vì nó dễ lọt vào tầm ngắm của radar, do khí thải của động cơ sẽ tạo thành các điểm nóng có thể phát hiện được bằng cảm biến hồng ngoại. Để khắc phục nhược điểm đó, các cửa hút khí của con quái vật B-2 được bố trí trên đỉnh cánh và luồng không khí có thể đi qua các ống dẫn hình chữ S đến 4 động cơ tua bin phản lực F-118 trong máy bay. Ngoài ra, siêu anh tạc cơ còn sử dụng các cửa hút gió thứ cấp để hút không khí lạnh xung quanh và trộn luồng khí này với luồng khí nóng phát ra từ thân, rồi sau đó đẩy ra ngoài để khuếch tán nhiệt. Không dừng lại ở đó, để tăng hiệu quả cũng như khả năng tàng hình, một đặc tính quan trọng nổi bật của B-2 là thân vỏ của nó được chế tạo bằng loại vật liệu hấp thụ radar đặc biệt. Lớp vỏ này của con quái vật trên không chủ yếu được tạo thành từ vật liệu carbon không dẫn điện kết hợp với titan, những vật liệu vô cùng đắt đỏ. Các bộ phận dễ bị phát hiện bởi radar, chẳng hạn như cửa hút, các cạnh của cánh được khắc phục bằng cách phun nhiều lần các lớp sơn tương tự để tiêu tán sóng âm. Thêm nữa, lớp áo ngoài của nó còn được phủ bằng một chất liệu có tính đàn hồi để làm phẳng các đường nối, ốc vít hoặc khớp nối giữa các vật liệu khác nhau vốn có thể tạo ra vết nứt trên thân, giúp chiếc máy bay tạo thành một khối thống nhất. Cơ chế tỏa nhiệt cũng đã có. Tuy nhiên, chưa dừng lại ở đó, trên các mẫu B-2, đặc biệt là B-2 Spirit, còn có các khoang đặc biệt được thiết kế để giải phóng hóa chất nhằm che phủ vệt khói mà máy bay tạo ra trên bầu trời nhằm che giấu dấu vết, nhưng hầu như chúng chẳng bao giờ được sử dụng. Để khắc phục, Spirit có các cảm biến LiDAR phát hiện các vệt khói này, giúp phi công điều chỉnh độ cao để loại bỏ chúng. Cùng với khả năng biến mất trước các loại radar đáng kinh ngạc, trang bị hỏa lực cũng như tốc độ của nó sẽ chứng minh đây không chỉ là một oanh tạc cơ thông thường mà còn là một sát thủ bầu trời thực thụ. Những chiếc B-2 có thể mang theo trên mình từ 20 đến 30 tấn vũ khí, bay với tốc độ hơn 1.000 km, có tầm hoạt động hơn 11.000 km với 2 đến 4 lần tiếp nhiên liệu trên không trung. Điều này cho phép nó thực hiện sứ mệnh không ngừng nghỉ kéo dài gần 2 ngày, đặc biệt là khi được triển khai từ căn cứ Whiteman ở Missouri để tấn công các mục tiêu trên toàn cầu. Không một máy bay nào được sản xuất cùng thời điểm có thể làm điều này. Ngoài ra, so với bản mẫu Hohen H-18, phi hành đoàn của B-2 Spirit giảm xuống còn 2 người, gồm một chỉ huy nhiệm vụ và một phi công. Các màn hình thông tin trung tâm vẫn ưu tiên sử dụng nút bấm và cần điều khiển vẫn được lắp đặt giữa hai chân phi công như những máy bay tiêm kích. Một điều còn khiến bạn bất ngờ và ngạc nhiên hơn, đó là chiếc B-2 thậm chí có cả phòng riêng cho thành viên phi hành đoàn để chợp mắt, toilet cũng như nơi để thức ăn, lò vi sóng, quả là tiện nghi không tưởng. Khi B-2 tiếp cận không phận đối phương, sát thủ này sẽ chuyển sang chế độ tàng hình, anten được rút lại, một số bộ phận liên lạc bị ngắt để bảo đảm bí mật tuyệt đối. Nếu bị radar tầm xa và tên lửa của đối phương đe dọa, con quái vật sẽ nhanh chóng hạ xuống vĩ độ thấp để tránh bị phát hiện. Bên cạnh đó, không giống như máy bay tàng hình Nighthawk đời đầu, B-2 Spirit được trang bị loại radar APQ-181. Đây là thiết bị rất hữu ích trong việc điều hướng và quét các mục tiêu trên mặt đất. Ngoài ra, một điểm khá thú vị là nó cũng có thể vẽ sơ đồ vị trí máy bay chiến đấu
và radar của đối phương thông qua các màn hình hiển thị và điều khiển trung tâm. Đối với nhiệm vụ tấn công hạt nhân, đây vốn được coi là nhiệm vụ quan trọng nhất cũng như mục đích duy nhất mà con quái vật này được sinh ra. B-2 có thể mang theo 16 quả bom hạt nhân trọng lực B-61 hoặc B-83 được đặt tương ứng trên các giá phóng. Cùng với đó là hệ thống điện tử của Spirit có thể chống chịu các xung điện tử phát ra từ vụ nổ hạt nhân. Và phi công cũng được cung cấp mặt nạ đặc trùng để bảo vệ mắt họ tránh khỏi luồng sáng của vụ nổ. Mặc dù vậy, sau khi Liên Xô tan rã vào năm 1991 và các mối đe dọa từ chiến tranh lạnh theo đó cũng tan thành mây khói, không quân Mỹ đã vội vàng điều chỉnh B-2 phù hợp với việc sử dụng các vũ khí thông thường. Nó có thể mang theo 80 quả bom Mark 82 nặng 226 kg, hay bom chùm, min có trọng lượng tương đương. Vào cuối những năm 1990, không lực Hoa Kỳ đã có các cải tiến và điều chỉnh đáng kể để gã con cưng B-2 có thể mang theo bom thông minh GDAM, một loại bom hiện đại nhất vào thời điểm đó. Chưa dừng lại ở đây, gã sát thủ này còn đáng sợ hơn khi nó có thể mang theo bom lượn thông minh AGM-154 GSOR và tên lửa hành trình tăng hình tầm xa AGM-158 JAS, cho phép nó thực hiện các cuộc tấn công mà không cần tiến quá gần đến radar phòng không hiện đại của đối phương. Còn quái vật của không lực Hoa Kỳ cũng được thiết kế đặc biệt để chứa tối đa 2 quả bom GBU-57, có thể bắn phá các bom ke chỉ huy hay các căn cứ chứa vũ khí ngầm nằm sâu hơn 60m dưới lòng đất. Khả năng cùng những trang bị đáng sợ của B-2 đã được chứng minh qua nhiều cuộc chiến cùng quân đội Mỹ. Nó có lần đầu tiên tham chiến trong chiến tranh Kosovo năm 1999. Tiếp sau đó, những chiếc máy bay này đã hoạt động tích cực tại Afghanistan trong chiến dịch tự do vĩnh viễn và tại Iraq trong chiến dịch tự do Iraq. Không chỉ vậy, gã sát thủ còn thường xuyên được sử dụng để tham gia các nhiệm vụ tại các cuộc nội chiến Libya cùng liên quân NATO ủng hộ lực lượng nổi dậy năm 2011. Ngoài ra, siêu sát thủ cũng thường tham gia diễn tập như một hình thức quảng bá và phô trương sức mạnh khủng khiếp mà nó sở hữu. Tuy nhiên, dù hiện đại đến mấy thì con quái vật của Mỹ cũng có những điểm yếu chí tử. Một trong những nhược điểm đầu tiên của B-2 chính là lớp vỏ cực kỳ nhạy cảm và đắt đỏ của nó. Loại vỏ này không thể hoạt động trong mọi loại thời tiết vì chúng rất dễ bị hỏng, đặc biệt là trong điều kiện mưa to hay trên các địa hình sa mạc gió cát. Cũng vì lý do đó mà không quân Hoa Kỳ đã phải sử dụng những nhà chứa có điều hòa đặc biệt cùng một đội ngũ hậu cần khổng lồ để chăm sóc gã con cưng của mình. Một yếu tố nữa cũng phải kể tới, B-2 là một loại máy bay tàng hình nên nó phải hoạt động độc lập để bảo đảm tính bí mật và không nhận được bất kỳ sự hộ tống nào đến từ các chiến đấu cơ. Nên trong trường hợp bị tiêm kích đối phương phát hiện, B-2 chắc chắn sẽ bị bắn rơi vì nó không được thiết kế để chống lại những đòn tấn công trực diện. Bên cạnh đó, hệ thống chuyển động điều khiển gián tiếp như khám phá quân sự đã đề cập ở phần đầu cũng đôi lúc gặp phải những trục trặc. Đây là sự cố đã được không quân Mỹ công bố vào năm 1990. Hệ thống này đã gặp phải các vấn đề kỹ thuật nghiêm trọng khi mà việc bộ phận làm mát của nó hoạt động không hiệu quả. Việc cố gắng tìm cách khắc phục đã được thực hiện từ năm 1991 và không lực Hoa Kỳ đã phải bỏ ra gần 8 năm sau đó để có thể khắc chế những vấn đề liên quan tới nó. Đặc biệt, với thiết kế độc đáo của mình, B-2 rất khó sửa chữa nếu như bị hư hại. Điều đó đã được chứng minh khi vào ngày 26 tháng 2 năm 2010, một chiếc B-2 đã bị cháy động cơ trong quá trình chuẩn bị cất cánh. Chỉ như vậy thôi mà chiếc máy bay này đã phải mất 18 tháng để sửa chữa tạm thời để có thể bay tới nơi sửa chữa chính. Tại đó, nó phải sửa chữa thêm 24 tháng nữa. Đây quả là một quãng thời gian quá dài và tốn kém rất nhiều chi phí của không quân Hoa Kỳ. Để biết thêm về độ tốn kém thì các bạn có thể hiểu rằng con quái vật B-2 cần phải được đại tu 7 năm một lần với chi phí trung bình khoảng 60 triệu USD mỗi lần. Và các lần đại tu kéo dài hàng năm do đặc thù của mỗi bộ phận trên máy bay là hoàn toàn riêng biệt, không thể thay thế cho nhau và được thực hiện theo các khâu cũng như quy trình hết sức phức tạp. Tuy có những tồn đọng về kỹ thuật và chi phí bảo trì sản xuất đắt đỏ, nhưng đã có khoảng 21 chiếc B-2 được chế tạo và biên chế trong không lực xứ sở cờ hoa. Nó đã phục vụ không quân Hoa Kỳ bền bỉ suốt gần 40 năm qua.
trải qua nhiều cuộc chiến khốc liệt và những biến động của lịch sử. Với những tính năng và sức mạnh mà chiếc oanh tạc cơ này sở hữu, đến thời điểm hiện tại, B-2 Spirit vẫn chưa có đối thủ ngang tầm. Các con quái vật trên không B-2 vẫn được Lầu Năm Góc dự kiến còn hoạt động thêm 20 năm nữa hoặc lâu hơn, đóng vai trò xương sống trong lực lượng không quân số 1 thế giới. Và những thông tin thú vị về chiếc máy bay B-2 hay B-2 Spirit, sát thủ bầu trời đáng sợ nhất của không lực Hoa Kỳ, trong nhiều thập kỷ qua đã khép lại cuộc hành trình của ngày hôm nay. Các bạn thấy sao về dòng máy bay này? Hãy để lại suy nghĩ và cảm nhận của các bạn xuống phần bình luận video. Đừng quên gợi mở những chủ đề tiếp theo mà các bạn muốn khám phá quân sự phân tích nhé. Hàng ngày, kênh sẽ công chiếu 2 video vào lúc 11 giờ và 19 giờ. Các bạn nhớ dành thời gian để theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho Khám Phá Quân Sự. Nếu thấy hay, hãy tặng cho Khám Phá Quân Sự một like, đăng ký kênh và đừng quên bật chuông thông báo. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.